Xin chào các bạn nha. Con bao ạ. Như đã thông báo ở trên page của Giống Modi thì tuần cuối cùng này chúng ta sẽ cùng nhau đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta sẽ đi đến với kỹ năng nghe của từng môn đai trong đề thi GRPT mọi người nhá. Các bạn có tự tin được phần nghe hiểu của mình không ạ? Chắc hẳn là cái phần nghe hiểu sẽ không làm khó được mọi người nhiều đúng không? Ok. Hy vọng là phần nghe hiểu nó sẽ là một trong những phần giúp gỡ điểm cho mọi người trong kỳ thi lần này nhá. Ok, trước khi đi vào nội dung buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mình muốn giới thiệu đến mọi người hai khóa học mà Dung Modi đang tuyển sinh nhá. Đầu tiên là các lớp online VIP 15 với chương trình học từ 55 đến 58 buổi học trực tuyến qua Zoom. Lớp học sẽ tối đa khoảng 17 bạn tùy cấp độ mọi người nhá. Các cấp độ từ N5 đến N1 luôn ạ. Đối với giáo viên thì sẽ là giáo viên của trung tâm có trình độ tối thiểu là N2 đến N1 với nhiều năm kinh nghiệm. Thời gian học thì sẽ có các ca 24/6 hoặc là 357 từ 19 giờ đến 21 giờ Việt Nam. Cảm ơn ạ. Môn đai 5 chúng ta sẽ hẹn nhau ở thứ 6 tuần này mọi người nhá. Thứ 6 tuần này chúng ta sẽ gặp nhau với môn đai số 5 ạ. Với lớp online VIP 15 thì ưu điểm chúng ta sẽ học trực tiếp cùng với giáo viên qua Zoom. Tất cả các buổi đều sẽ có test đầu giờ và đều được ghi lại giờ học để các bạn có thể chủ động xem lại. Ngoài ra các bạn sẽ được học đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết nằm trong giới hạn chương trình thi GPT mọi người nhé. Về phần quà tặng các bạn cũng sẽ được tặng tuyển tập các đề thi này và một khóa học online tương ứng với khóa học các bạn đăng ký với trị giá lên tới hơn 2 triệu nhé. Và một cái điểm rất là quan trọng nữa đấy là các bạn sẽ được học lại miễn phí nếu không thi đỗ ạ. Và loại hình lớp học thứ hai đó là lớp online VIP 500 với level duy nhất đó là level N1 sẽ có lịch khai giảng vào 24/2/2025 ạ. Hình thức học cũng là học qua Zoom từ 19 đến 21 giờ thứ 2, 4 và 6 với giáo viên sẽ là cô Thanh và mình. Và cũng tương tự, lớp này các bạn cũng sẽ được học lại miễn phí nếu không đỗ nhé mọi người nhé. Ok. Rồi và đây sẽ là nội dung livestream ngày hôm nay của chúng ta. Vẫn là chương trình tiếp sức mùa thi GRPT và ở tuần này như vừa rồi mình có giới thiệu đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi cải thiện đúng không? Về kỹ năng nghe hiểu của từng dạng môn đai trong đề thi GRPT. Ok không ạ? Và với buổi đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến với môn đai số 1 mọi người nhé. Mọi người có thể comment để chia sẻ với nhau xem phần nghe hiểu mọi người đang gặp vấn đề gì nhé. Đặc biệt là các bạn ở Việt Nam, các bạn ở bên Nhật thì chắc là các bạn đã có một cái môi trường rất là tốt để luyện nghe rồi đúng không? Chỉ có các bạn ở Việt Nam thì sẽ hơi khó khăn hơn một chút về phần môi trường luyện tập. Đó. Vậy thì không biết là trong quá trình luyện nghe hiểu trong các đề thi như thế này thì mọi người có đang gặp những khó khăn như thế nào? Có thể chia sẻ ở mọi người có thể chia sẻ với nhau ở trong phần comment nhé. Rồi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ có các lưu ý chung chung. Nó tức là nó chỉ chung chung thôi. Đối với dạng môn đai số 1 chúng ta sẽ có những lưu ý như thế nào nhá. Đầu tiên môn đai số 1 nó sẽ là cái dạng môn đai cho trước chúng ta bốn nội dung của bốn đáp án ở trên đề. Đúng chưa? Nội dung bốn đáp án cho sẵn trên đề nhưng người ta không cho chúng ta có nhiều thời gian để đọc trước bốn đáp án đấy mà chúng ta sẽ bắt buộc phải vừa nghe và vừa xem nội dung. Thế nên để mà chúng ta có thể giải quyết cái bài đấy, nghe và nắm bắt thông tin một cách dễ và nhanh hơn thì chúng ta sẽ dành thời gian nghe cái phần đề đài mọi người nhá. Cái phần đề đài tức là cái câu ví dụ đầu tiên trước mỗi môn đài ấy. Được chưa? Để cố gắng đọc trước và lý giải tất cả các đáp án ở trong cái môn đài 1 đấy trước đã. Được chưa? Trong khả năng có thể đọc hết tất cả đáp án của 5 hay là 6 câu. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Rồi, tiếp theo, vậy thì khi nghe chúng ta sẽ cần phải tập trung nhìn vào các cái từ khóa nhá xuất hiện trong các cái đáp án mà vừa nãy chúng ta đọc ấy. Được chưa? Các bạn đừng nhìn lên trời cũng không cần phải nhắm mắt vào để tập trung làm gì cả mà hãy tập trung vào các cái từ khóa này này. Được chưa? Nhìn trực tiếp vào các từ khóa xem người ta đang nói đến từ khóa của đáp án số mấy. Nói đến từ khóa của thuộc đáp án nào thì tức là người ta đang nói về nội dung của đáp án đó đó. Được chưa? Đấy. Và tiến hành ghi chú trên đề nếu cần. Ghi chú các bạn ghi chú thật là đơn giản thôi. Gạch chéo hoặc là tích lên để thể hiện nó là không đúng và đúng là được nhá. Rồi, tiếp theo một cái lưu ý cũng rất là quan trọng khác, đấy là cần phải nghe cho đến cuối bài, đừng nghe đến giữa chừng.
đừng nghe đến nửa chừng rồi xác định luôn đáp án, mà hãy cố gắng nghe đến tận cuối bài để tránh cái trường hợp đó là quay xe, đặc biệt là môn đa số 1 nhá. Mấy cái đoạn như à, cái này thôi chết rồi, à thay hen dạ, thôi xong rồi không được rồi, các thứ đúng không? Đó thì khi đấy là người ta bắt đầu ôi chết rồi, phải làm cái này trước, phải làm cái kia trước đúng không? Thì khi đấy là mình sẽ phải xác định lại đáp án một lần nữa. Rồi, và một cái lưu ý khác nữa đó là chúng ta rất là thường hay phân vân giữa hai đáp án, giữa hai đáp án. Và khi mà đến tận khi người ta chuyển sang câu khác rồi, mình vẫn cứ cố gắng phân vân, cố gắng gọi là nhớ lại những cái nội dung câu chuyện xem là mình có nhớ được không. Nhưng mà thực ra là các bạn không nhớ được ra đâu mọi người ạ. Nên là khi mà người ta có tiếng tinh một cái chuyển sang câu tiếp theo thì mọi người hãy dứt khoát lựa chọn đáp án đi thôi. Phân vân thì cũng lựa chọn đi thôi. Đừng có chờ đợi gì cả nhá. Để tránh cái việc là mình lại tiếp tục ảnh hưởng đến câu tiếp theo rồi lại phân vân đến câu tiếp theo luôn. Thì như thế chúng ta sẽ bị mất hai câu liền nhá. À, rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ để ý xem là cụ thể trong từng cái bước này chúng ta sẽ cần có những cái phần lưu ý hay là những cái phần nốt như thế nào để chúng ta giải quyết cái bài môn đa số 1 này một cách hiệu quả nhất. Được chưa? Đây sẽ là cái nagare của một cái câu trong bài môn đa số 1. Vậy thì đầu tiên người ta sẽ làm gì ạ? Người ta sẽ cho chúng ta một câu tình huống cộng với câu hỏi. Đúng không? Rất là quen thuộc là hai bạn nam và nữ đang nói chuyện với nhau. Câu hỏi đưa ra là bạn nam sau đây trước tiên sẽ phải làm gì? Thì đấy là cái cấu trúc rất là quen thuộc của chúng ta. Thì được chưa? Nghe câu tình huống và câu hỏi xong thì ở đây chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ cần phải memo mọi người ạ. Memo cái gì? Memo xem đang hỏi về ai. Ví dụ hỏi về bạn nữ, chúng ta chỉ cần memo chữ onna hoặc là cái chữ nữ tiếng gì cũng được mọi người nhá. Đó. Và nếu mà người ta hỏi là ma dự, chúng ta có thể nốt thêm từ ma dự ở đây để chúng ta ghi nhớ được trong đầu là người ta đang hỏi về ai và đang hỏi cái gì. Nếu có thêm những điều kiện khác nữa trong phần câu hỏi thì mọi người hãy nhanh tay memo nó ra đúng không ạ? Nhá. Tiếp theo, sau khi nghe câu hỏi xong, người ta sẽ ngay lập tức đi vào cái câu chuyện, cho chúng ta nghe câu chuyện luôn, không có thời gian dừng ở đây, đúng chưa? Đi vào câu chuyện luôn. Vậy thì trong quá trình nghe câu chuyện này thì vừa nãy chúng ta đã có chia sẻ với nhau rồi, đó là các bạn sẽ cần phải vừa nghe vừa nhìn tập trung vào các từ khóa ở trong bốn đáp án. Được chưa? Tập trung vào từ khóa trong bốn đáp án xem người ta đang nói đến nội dung của đáp án nào. Đó, được chưa? Và nghe xem là người nói và người nghe đang nói gì về nó. Là đề xuất hay nói là tôi đã làm rồi, hay là người nghe thì có tán thành với việc đó hay không? Đúng không? Rồi, ok. Và sau khi câu chuyện này xong thì người ta sẽ cho chúng ta nghe lại một lần nữa câu hỏi. Nghe lại cái này một lần nữa. Thì các bạn có thể tập trung nghe lại một lần nữa cho nó chắc cũng được nhá. Và cuối cùng chắc chắn rồi, bước quan trọng nhất chính là bước chọn đáp án đúng. Đấy, thì giống như vừa nãy chúng ta có chia sẻ, đấy là đến cái bước này dù có phân vân thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải cố gắng chọn đáp án trước khi cái tiếng tinh của cái câu tiếp theo nó vang lên, đúng không ạ? Hay. Ok. Vậy thì những cái lưu ý khác của môn đa số 1 sẽ là gì? Cụ thể hơn sẽ là gì nhá? Đầu tiên về dạng câu hỏi của môn đa số 1. Ở môn đa số 1 chúng ta sẽ có hai dạng câu hỏi chung cơ bản nhất. Nó sẽ đưa ra ở đây. Đúng không? Đầu tiên sẽ là tình huống là hai người nào đó đang nói chuyện với nhau. Để cho hai người nào đó đang nói chuyện với nhau. Câu hỏi đưa ra thì sẽ là bạn học sinh thì sẽ phải chuẩn bị gì trước cái buổi phát biểu? Đúng không? Thứ hai là bạn nữ thì trước tiên sẽ phải làm gì? Đó. Câu này lẽ ra phải thêm この後chẳng hạn. この後 hoặc là これから. Nhá. Tức là sẽ có hai dạng chính. Một là sau đây sẽ làm gì? Hai là sau đây trước tiên sẽ làm gì? Sau đây. Nhá. Về cơ bản chúng ta sẽ tổng kết lại đó là các câu hỏi ở môn đa số 1 về cơ bản đều sẽ hỏi về những cái hành động これから、この後, tức là tương lai, sẽ làm. Được chưa? Sẽ làm. Thế nên là những cái đáp án hay là những cái hành động mà nó đã làm sao? Đã thực hiện rồi. Tức là nó đã được chia về thể quá khứ này, hoặc quá khứ tiếp diễn này, thì đều không phải đáp án của môn đa số 1 nhá. Môn đa số 1 lưu ý nó là môn đa số 1 thôi, được chưa ạ? Ví dụ những cái mẫu câu rất là cơ bản như là veta, được chưa? Veta. Veta được cũng là bằng với veta đúng không? Hay là veti được. Làm rồi đấy. Sudeni này. Mo này. Đấy. Hôm qua thế nào đó này, năm ngoái thế nào đó này. Veti ta này.
Đó thì đều là những cái từ khóa giúp chúng ta có thể làm sao loại bỏ được đáp án ở môn đa số 1 mọi người nhá. Bởi vì môn đa số 1 sẽ luôn luôn hỏi trong tương lai, korekara, konohato, được chưa? Ok. Rồi vậy thì một số những mẫu câu cơ bản giúp chúng ta có thể xác định được xem là khi nào người ta nhờ vả, khi nào mà người ta ra mệnh lệnh sai khiến đúng không? Như là tekudasai, hãy làm gì đó đi này. Tanomu yo, à nhờ cậu nhé, nhờ em nhé này. Tekureru to tasukaru, à anh hay là cậu mà làm được cho tôi thì tốt quá, thì may quá. Đúng không? Onegai, à nhờ bạn nhé. Tekurenai, làm giúp tôi được không? Chẳng hạn như vậy. Rồi, những cái mẫu câu như này chúng ta cũng cần phải lưu ý và ôn lại nha. Nó sẽ giúp chúng ta xác định được đó có phải nội dung cần làm hoặc cần làm hay là không. Ví dụ cần làm thì nó sẽ có khả năng là đáp án. Còn đã không cần làm thì chúng ta sẽ loại bỏ nó vì nó sẽ không phải đáp án. Được chưa? Nhá. Nên khi gặp những cái mẫu câu ngữ pháp như thế này, na kẹ phải này, ga iru là cần này. Nên nhìn nhận như bạn mà đã là chưa đúng không? Chưa làm tức là cần phải làm. Hay là nếu mà không làm thì khó khăn này. Hay là veta hu ga ii. Đúng không? Veta hu ga ii. Tức là nên làm gì đó, đưa ra lời khuyên. Vậy thì những cái nội dung đi với những cái mẫu câu ngữ pháp hay là những cái từ vựng như thế này thì nó sẽ có khả năng trở thành đáp án của chúng ta. Chúng ta sẽ lưu ý vào nó nhá. Sẽ phải dựa vào cả cái câu hỏi người ta đưa ra nữa đúng không ạ? Tuy nhiên ngược lại thì bên này những cái từ khóa như thế này thì chúng ta có thể làm sao? Bắt sự nó luôn, tức là loại bỏ nó. Bởi vì nó không phải đáp án. Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải nghe đến cuối để tránh trường hợp quay xe đúng không ạ? Như là iranai không cần. Iyo, cái này mọi người rất là hay nhầm nhá. Đúng không? Iyo thì nó là tốt. Iyo, thôi không cần đâu. Nó là không cần thiết được chứ ạ. Hay là nakutemo ii, không làm về cũng được. Mo veteru, đã làm rồi. Hay là mada tsukaeru, vẫn còn dùng được mà, không cần thay, không cần mua mới đâu. Đó, mada ru vẫn còn đúng không? Daijou da, không cần. À không sao đâu. Không sao tức là không cần làm. Không cần làm thì phạt sự. Được chưa? Rồi nhá. Tương tự như thế, các cái liên kết nghịch ở phần nghe cũng rất là quan trọng. Cái này thì các bạn chắc là đã nắm được khá là rõ rồi. Demo, temo, desu ga, kedo. Kedo mo, tokoro ga, no ni, hay monono đều là tuy nhiên nhưng mà. Đúng không ạ? Thì cái nội dung ở phía sau nhá. Nội dung ở phía sau của cái liên kết nghịch này. Ở trước sau. Nó sẽ là nội dung quan trọng hơn nội dung đằng trước. Được chưa? Đây là nội dung ở đằng sau, nó sẽ có khả năng là đáp án cao hơn. Nếu mà đã có những cái liên kết nghịch như này, tức là nội dung ở phía đằng trước của nó thật sự. Ok chưa nào? Đấy là cách chúng ta xác định nhá. Rồi, một cái nữa cũng rất là quan trọng, đó là một dạng câu hỏi rất là hay gặp ở môn đa số 1 là korekara mazu, sau đây trước tiên sẽ làm gì? Vậy thì để mà xác định được đáp án cho dạng câu hỏi mazu đó ấy, thì chúng ta sẽ cần phải nắm được những cái từ vựng hay là những cái ngữ pháp thể hiện cái thứ tự thực hiện hành động. Như là mazu, saisho ni, hajime ni là đầu tiên, trước tiên, đúng không? Hay là những cái thứ tự hành động như là sorekara mai ni thì nó sẽ là sau đó này thì cái này này, sau đó thì cái kia này. Là mai ni là trước đúng không? Ato de sau đó này. Te kara cũng là sau khi làm b rồi làm cái này này. Thara cũng là sau khi này. Trong cái lúc mà chưa cái này thì làm cái này này. Được chưa? Đó. Hay là saki ni là trước. Imasugu là ngay lập tức. Isoi de là nhanh chóng gấp gáp thì cũng là làm luôn đúng không? Còn cái đằng sau là ato de và ato mawashi. Cái này là để sau rồi làm. Để sau rồi làm thì nó không phải là đáp án của cái dạng câu hỏi ma dự đúng không ạ? Để sau mà. Đã thấy để sau rồi làm thì nó không phải đáp án của dạng ma dự đúng không nào? Rồi và một số những cái từ khóa quan trọng khác như là sore yori, nani yori và yappari. Nó thể hiện một cái nội dung gì đó rất là quan trọng ở phía sau nhá. Ở ngay đằng sau nó. Được chưa? Rồi, ok. Hai. Tiếp theo là một những cái sắc thái trả lời khi mà được ai đó nhờ và hay là đưa ra một cái mệnh lệnh nào đó, đưa ra một cái thông tin gì đó, thì chúng ta sẽ có những cái cách trả lời thể hiện cái việc là đồng ý hay không đồng ý với cái quan điểm hay cái lời nhờ vả của người ta. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những cái cách trả lời này để xác định xem người ta có đồng ý hay không. Nếu không đồng ý thì có phải đáp án không? Không phải đáp án. Còn nếu đồng ý thì sẽ là có khả năng thành đáp án. Chỉ là có khả năng thôi mọi người nhá. Đó, rồi, ok. Như là kéo dài ra, lấy thề đúng không? Hay là ghế mộ, thế nhưng mà này. À, số cả nà, ừ, có thế, có phải thế không nhở? À, số cả xì ra, tương tự nhá. À, số đấy mà số thật kỳ đồ. Cái đó thì cũng đúng đấy, nhưng mà. Đã có nhưng mà thì cái đằng trước không đúng đúng không? À, chốt tổ, đã là chốt tổ thì không? Không đồng ý đúng không nào? Số đấy mà hiểu, thôi, cái đấy không cần đâu. Thật à, tuy nhiên, được chưa? Đấy, đặt tế. Dù là vậy đúng không? Đặc karat, à, đặc karat tế. Đó, sonna koto itatte.
hay là soi temo soi ni temo, dù có là như vậy đi chăng nữa, dù có nói như vậy đi chăng nữa, đấy thì nó sẽ là những cách nói như này nhá. Rồi đấy là cách trả lời thể hiện cái việc không đồng ý. Ngược lại thì đồng ý chúng ta sẽ có ine, cái giọng nó cũng sẽ làm sao, cái giọng nó cũng sẽ tươi hơn, sáng sủa hơn và nhanh dứt khoát hơn, nó không ê à ê à như thế kia nữa đúng không? Ine à so da ne so ka naruhodo hay là onegai, nhờ cậu nhá, yoroshiku tasukaru, trời ơi may quá cái này tasukaru, à so shio, mình làm thế đi, hay là ma ne nhỉ, một chi đông đương nhiên sore wa so da ne, cái đấy cũng đúng nhỉ, tashika ni ne, quả nhiên thế nhỉ, sore de mo ii ka, thôi thế cũng được nhỉ, hay là so suru shika nai ka, thôi chỉ còn cách làm như thế thôi nhỉ, đúng chưa? Thì đấy là những cái cách để chúng ta xác định được xem là người nghe người ta có tán thành với quan điểm của cái người vừa nãy nói không, được chưa? Đấy thì chỉ cần thấy là sâu tán này một cái là mình thấy người ta tán thành rồi, được chưa? Có thể cái nội dung đằng sau mình nghe mình không hiểu lắm, nhưng mà nghe được cái từ hay là y nê ở đằng trước thì mình đã thấy người ta tán thành rồi, được chưa? Trừ khi y nê xong người ta lại thấy đế mũ thì lúc đấy là tán thành một nửa còn đằng sau là phủ định nhá, chúng ta sẽ phải xác định rõ được không ạ? Ok, mọi người đã lát kịp đoạn vừa rồi không ạ? Đoạn vừa rồi nó chỉ là những kiến thức cơ bản ở phần N5, N4 thôi nhá, N5, N4 thôi, chỉ có một xíu N3 thôi nhá. Ngoài ra thì trong phần nghe hiểu chắc chắn có một cái điều không thể thiếu được, đó là phần kính ngữ. Nhưng mà kính ngữ thì nó sẽ gặp nhiều hơn ở cái môn đai số 4 nhá. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái phần luyện tập đen siêu thử để chúng ta xem là chúng ta có áp dụng được gì ở đây không nhá. Hay, ok. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Câu đầu tiên với nội dung 4 đáp án như thế này, mọi người có thể nhanh tay lướt, nhanh mắt lướt qua luôn xem nội dung 4 đáp án của chúng ta có gì nhá. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thử nghe câu đầu tiên. Bắt đầu nha. ダンス部で男の学生と女の先輩が話しています。男の学生はまず 何をしなければなりませんか？遅くなってすみません。今日は発表会の案内のパンフレットを印刷して学校の外で配るんですよね。うん。もうみんな集まって始めてるから、すぐ手伝って。印刷は3分の2ぐらい終わって、今みんなで一部ずつホチキスで止めてるところ。全部終わったら外に出て配ろう。じゃあみんなと一緒にホチキス止めしますね。 うん。あ、その前に残りの印刷ができてるはずだから、コピー室行って取ってきてくれない？今行こうとしてたんだけど、そこの机に重ねといた紙の山、床に落としちゃって。私片付けないといけないから、お願い。で、戻ったらホチキスで止めるの手伝って。わかりました。 男の学生はまず何をしなければなりませんか？ Ok, mọi người đã có đáp án của mình chưa? Mọi người bắt đầu có thấy câu đầu tiên này nó kiểu nó quay xe một vòng vòng luôn không? Các bạn hãy chọn lựa chọn đáp án của mình nhá. Chúng ta có 4 đáp án này. Huyền Giang chọn đáp án số 4 là Yukao katasukeru. Rồi. Bảo Long chọn đáp án số 1 là Insatsu shita kami o tori ni iku. San Hi chọn 4, Bích Phương chọn 1. Đáp án số 1 là đi lấy những cái tờ giấy đã được in sẵn. Vân Ami 1. Có vẻ như là rất là nhiều bạn lựa chọn đáp án số 1 đúng không ạ? Toàn Thắng 1, Thanh Lam cũng 1, Linh Sàng 1. Rồi. Danny Dong chọn 2. 2 là Gakko no soto de pamphletto kubaru. Là phát những cái tờ quảng cáo ở ngoài trường học. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung của câu này và chúng ta sẽ cùng với đó áp dụng luôn những cái lý thuyết vừa nãy chúng ta đã cùng ôn lại với nhau mọi người nhé. Ở cái bước đầu tiên chúng ta có gì ạ? Đây chính là bước có câu tình huống và câu hỏi. Câu tình huống là Gakko no dance bu de otoko no gakusei to onna no senpai ga hanashitemasu. Tức là ở trong một cái câu lạc bộ gì đấy? Dance của trường đúng không? Chỉ có một bạn học sinh nam và một chị senpai nữ đang nói chuyện với nhau. Câu hỏi đưa ra là cái bạn học sinh nam thì trước tiên sẽ phải làm gì? Thứ nhất, hỏi về ai ạ?
Hỏi về ô tô cộ. Hỏi gì ạ? Hỏi trước tiên sẽ làm gì? Đây là dạng câu hỏi rất là cơ bản rồi, đúng không? Trước tiên sẽ làm gì? Đó, thì thường là trong cái dạng câu hỏi trước tiên sẽ làm gì này ấy, thì phần lớn bốn cái đáp án của chúng ta, bạn nam đều sẽ làm, phần lớn thôi nhá, không phải 100%. Đôi khi sẽ là 100%, tức là cả bốn đáp án bạn ấy đều làm. Nhưng quan trọng cái nào là làm trước? Cái nào là làm trước? Và có một trường hợp khác nữa là sẽ có thể là sẽ có những cái hành động mà bạn nam bạn ấy không làm. Thì chúng ta vẫn phải xác định xem hai cái, một đâu là hành động bạn nam bạn ấy làm. Được chưa? Và thứ hai đâu là hành động trước tiên sẽ làm. Đó, thì chúng ta có hai cái nội dung như vậy cần phải xác định nhá. Thì đoạn đầu tiên sẽ là à em xin lỗi em đến muộn. Đúng chưa? Chúng ta memo xong rồi thì sẽ nghe câu chuyện. Đó, nghe câu chuyện vừa nghe và vừa nhìn vào nội dung ở đây. Được chưa? Em xin lỗi em đến muộn này. Thì hôm nay chúng ta sẽ in những cái tờ quảng cáo hướng dẫn cho cái buổi phát biểu và sau đó sẽ phát ở bên ngoài trường học chị nhỉ. Đúng chưa? Đầu tiên thì sẽ nói như vậy, đúng không? Đấy, ừ, mọi người thì đã tập trung và bắt đầu làm rồi. Thế nào? Thế nên là sư gửi nhị, từ khóa đầu tiên, ngay lập tức. Em hãy ngay lập tức giúp mọi người đi. Nhưng đã biết giúp gì chưa? Tại vì ở đây có hai hành động mà, in và phát. Chưa biết làm gì cả, đúng không? Chưa biết làm gì cả. Đó, cái phần in sát sự này, đúng không? In sát sự, thấy từ khóa đầu tiên ở câu số 1 đấy mọi người nhá. Thì nhìn rõ vào đây này. Cái phần in ấy, thì mọi người đã làm được khoảng 2/3 rồi, đúng không? Đấy, mọi người đã làm được khoảng 2/3 rồi. Thế nên là bây giờ thì mọi người đang gọi là dập ghim từng cái tập đó một, từng cái tập pamphlet đó một. Được chưa? Sau khi xong, tức là sau khi dập ghim xong hết, in và dập ghim xong hết thì sẽ ra ngoài phát. Thì đấy là cái thứ tự của người ta, in này, dập ghim này, phát. Đúng chưa? Quan trọng đã nói đến việc bạn nam làm gì chưa? Chưa, bây giờ bắt đầu đến bạn nam này. Vậy thì em sẽ dập ghim cùng với mọi người nhé. Đầu tiên sẽ nói đến cái việc gì đấy? Dập ghim này đúng không? Hotchikisu de tomeru. Đúng chưa? Bạn nam tự nhận sẽ làm cái này, nhưng quan trọng là bạn nữ có đồng ý không đã, đúng không? Cái người phân việc là bạn nữ cơ mà. Ừ. Ừ đã. Đúng không? Đến đây ừ là mọi người tạm thời tích vào đây cho mình đúng không ạ? Ừ một cái tích luôn. À, sono mae ni quay xe chưa ạ? Trước khi làm việc đó thì đến lúc này cái đáp án số 3 này còn là đáp án nữa không? Không. Đúng không? Không. Và cái số 2 chắc chắn là cái đoạn cái bước cuối cùng đúng không? Là cái bước phát đúng không? Nó không phải rồi. Đấy. Thì còn hai cái nữa này. Thì bạn này nói tiếp, cái gì? Nokori no insatsu ga dekite iru hazu dakara copy shitsu ni itte tore ni itte kurenai? Vete kurenai? Bảo ai đó làm giúp mình cái gì đó được không? Tức là chắc chắn là vẫn còn những cái bản in còn sót lại từ những lần trước, nên là em có thể đi đến cái phòng photo và lấy giúp chị được không? Đó, lấy giúp chị được không nhá. Tiếp theo bạn ấy giải thích này. Tức là chị bây giờ đang định đi đấy, thế nhưng mà cái đống giấy đúng không? Cái núi giấy, cái đống giấy ở trên bàn kia nó rơi hết xuống dưới sàn rồi. Rồi. Nó rơi hết xuống dưới sàn rồi. Thế nên là watashi. Mọi người ơi, ở đây là watashi, đúng không? Tôi. Watashi katasuke nai to ikenai kara. Chị sẽ phải dọn dẹp cái đống đấy. Ai dọn dẹp cái này ạ? Là onna. Vậy thì có phải bạn nam không? Không phải. Ngạch đi chứ đúng không mọi người? Phải để ý xem chủ ngữ làm hành động của nó là ai. Nhớ. Thấy loại bỏ được 3 thằng chưa? Có nốt thằng còn lại, thằng vừa nói xong đó. Đúng không? Ừ. Để sau đó, sau khi trở về, tức là đi lấy cái này xong về thì sẽ giúp mọi người dập ghim. Ok chưa? Wakarimashita. Em hiểu rồi. Được chưa? Ừ. Đó. Thế nên là chúng ta sẽ có gì đấy? Ichiban mọi người nhá. Đáp án số 1, được chưa? Mới đã hình dung ra cái logic, cái trình tự chúng ta làm chưa? Nghe đến đâu thì chúng ta sẽ memo và chúng ta sẽ gạch đến đó nhá. Nghe thấy cái từ khóa nào trong đáp án thì chúng ta sẽ gạch đến đó, vừa gạch vừa tích. Thấy quay xe cái thì mình lại gạch. Được chưa? Rồi, ok. Là câu đầu tiên chúng ta thử nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 2. Rồi, câu số 2 mọi người nhá. Câu này tập trung gỡ nhá. 日本語の授業で先生が話しています。学生はこの後、まず何をしますか?ええ、今日は日本のお寺を紹介するビデオを見ます。日本はお寺がたくさんあるので、いろいろ調べたり、行ってみたりした人もいると思います。これから紙を配りますから、ビデオを見る前に、お寺について知っていることを5 分ぐらいでメモしてください。続いて、ビデオを見て、 その後で最初にメモしたこと、ビデオを見て新しく発見したことについて、隣の人と話し合いましょう。
学生はこの後まず何をしますか OK Các bạn có 10 giây để suy nghĩ xem đáp án nào sẽ là đáp án chính xác của chúng ta. Các bạn số mấy ạ? Mọi người hãy comment đáp án mà mình lựa chọn nhé. Đã có bạn nào có đáp án của mình chưa? Rồi, có bạn Ngọc Nhung đầu tiên đã chọn đáp án số 1. Bạn Sang chọn đáp án số 4. Thu Uyên chọn đáp án số 3. Khắc Linh chọn đáp án số 3. Nhớ là mà dự, đúng không? Cái gì sẽ làm trước? Ngọc Na chọn đáp án số 1. Bạn Huỳnh chọn đáp án số 1. Thanh Dương chọn đáp án số 3. Số 1 là gì ạ? Thế đa nhị dư tên o video o mì được. Xem cái video về ngôi đền, đúng không? Số 3 là gì ạ? Thế đa nhị dư tê xịt tê ý đức cốt tố khả cự. Tức là viết những cái điều mà mình biết về những ngôi đền. Và cũng có những bạn chọn đáp án số 1 là thế đa nhị dư tê tonari no hito to hanashi ạ. Tức là nói chuyện với những người, trao đổi với những người bên cạnh về những ngôi đền. Rồi, Bảo Long chọn 3 này. Toàn Thắng chọn 3, Thanh Dương chọn 3. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé mọi người nhá. Đây, nội dung đáp án vẫn ở đây, mọi người nhìn này. Nihongo no jūgyō de sensei ga hanashite masu. Tức là ở trong một cái giờ học tiếng Nhật thì có một giáo viên đang nói gì đấy, đúng không? Câu hỏi đưa ra là học sinh sau đây trước tiên sẽ làm gì? Học sinh sau đây trước tiên sẽ làm gì? Nhớ là học sinh, hỏi học sinh. Và đây cũng không phải đoạn hội thoại mà nó là một đoạn dặn dò gì đấy của giáo viên, đúng không? Chỉ có lời của giáo viên thôi. Chỉ có lời của giáo viên thôi. Nó gần như kiểu là một cái câu trong môn này số 3 ấy, nhưng mà nó dễ hơn. Bởi vì nó có trước câu hỏi và có trước đáp án, đúng không? Đấy, thì cô giáo bảo là hôm nay thì làm sao? Hôm nay thì chúng ta sẽ xem, đúng không? Chúng ta sẽ xem một cái video giới thiệu về ngôi đền của Nhật. Giới thiệu về đền chùa của Nhật. Đó. Nhật Bản thì vì là Nhật Bản có rất là nhiều chùa nên là cô nghĩ rằng cũng sẽ có những người đã có tìm hiểu nhiều này hay là cũng đã thử đi đến những ngôi đền đó rồi. Đó. Vậy thì bây giờ đúng không? Khô đê cả đã. Bây giờ cô sẽ phát một cái tờ giấy. Phát một tờ giấy vẫn chưa thấy nội dung, nó chỉ thấy mỗi đoạn là video. Video miru. Đấy. Mới chỉ thấy video miru nhưng mà chưa biết là có xem trước hay không. Tại vì chúng ta xem tìm ma dự mà. Đúng không? Mới xuất hiện nội dung video miru thôi. Shirabe được. Tìm hiểu, đúng không? Rồi. Vậy thì trước khi xem video, vậy thì video có phải đáp án không mọi người? Không, đúng không? Trước khi xem video thì các bạn làm gì đấy? Otera ni tsuite shitteru koto. Đây, shitteru koto đấy. Đúng không? Go hun gurai de memo shite kudasai. Memo shite kudasai chính là bằng kaite kudasai. Mọi người hãy dành 5 phút để memo, để nốt lại, để viết lại những cái điều mà các bạn biết về những ngôi đền trước khi xem video. Đúng chưa? Cực này sai chưa? Cái hành động shirabe đự là cô giáo có bảo bây giờ làm không? Cô giáo chỉ bảo là cô nghĩ là thôi, đúng không? Chưa cần biết, chưa nói đến cái việc là bây giờ các bạn hãy tìm hiểu đi, không nói. Đó. Và tiếp theo này, suzuite. Tiếp theo thì các bạn sẽ xem video, đúng chưa? Tức là viết trước rồi mới xem video, đúng không? Đấy. Và sau đó sono ato de, nội dung đằng sau sono ato de có phải đáp án không mọi người? Chắc chắn không phải, nó là ato rồi mà. Nó là ato, nó sau cả cái phần xem video rồi mà. Chúng ta có thể gạch, đúng không? Chúng ta có thể dựa vào những cái từ khóa như này để gạch nó đi. Sau đấy thì chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau gì đấy trao đổi với cái người bên cạnh về những cái phát hiện mới sau khi mà xem video so với những cái điều mà các bạn đã memo ra trước đó. Đúng chưa? Ừ. Đúng rồi. Nhớ. Cái việc shirabe đự này thì cô giáo không bảo làm. Cô giáo chỉ kể thôi. Cô giáo chỉ nghĩ. Cô nghĩ là chắc cũng có nhiều bạn tìm hiểu rồi, đúng không? Chứ cô không bảo các bạn làm. Nên là cái này chắc chắn nó không có. Cái này là không xuất hiện, nội dung này không xuất hiện. Đúng chưa? Ừ, nhớ. Thế nên là chúng ta sẽ có số 3 desu. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án số 3 nha. Rồi, ok. Hay. Chúng ta đã bước qua thử thách số 2 rồi. Ok, các bạn đã các bạn bắt đầu nhìn thấy những cái điểm mà mình đang gặp vấn đề, tức là mình sẽ phải xác định được xem là lý do tại sao mình nghe sai nhá. Khi nghe xong một câu ấy, khi nghe luyện đề xong một câu ấy, thì các bạn sẽ cần phải xác định được xem là tại sao câu đấy mình bị sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở việc mình không nghe rõ câu hỏi,
hay sai ở cái việc là mình không biết một từ vựng nào đấy, hay là mình bỏ quên mất một từ khóa nào đấy. Ví dụ vừa nãy có một cái từ, mấy cái từ khóa gì đấy, mae ni sono ato de, đúng không? Đấy, cái đấy chính là những cái từ để giúp chúng ta xác định được đáp án đấy mọi người. Được chưa? Chúng ta sẽ cần phải xác định được chính xác xem tại sao mình sai. Sai để câu sau mình sửa, chứ không phải là sai, sai thế, sai mãi nhá. Phải nhìn được cái lỗi sai của mình, đúng không ạ? Ok, chúng ta nâng level lên một chút xíu. Nâng level lên một chút xíu. Rồi, câu này nhá mọi người nhá. Đây. Coi như các bạn có thời gian để đọc trước 4 đáp án. Nhìn qua đúng không ạ? Mọi người nhìn qua 4 đáp án nhá. Nhìn nhanh thôi, sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau nghe. Tại vì môn này số 1 người ta không có cho mình đọc trước 4 đáp án, đúng không? À, nhưng mà mọi người, như mọi người có biết thì nội dung 4 đáp án này nó đều là nội dung sẽ xuất hiện ở trong bài. Nó xuất hiện theo cách nào đấy thôi. Là đáp án hay là một cái câu để lừa, hay nó chỉ là một cái nội dung để người nói người ta kể thôi, chứ không phải cái nội dung yêu cầu làm, đúng không? Bằng cách nào đấy nó cũng sẽ xuất hiện ở trong bài. Nhưng xuất hiện theo hình thức gì, nó có phải đáp án hay không? Đó. Vậy thì khi mà đọc hiểu trước những cái nội dung này rồi ấy, thì gần như là các bạn đã nắm được là cái bài đấy đang nói về cái gì rồi. Chỉ còn nốt một bước xác định cuối cùng là hành động đó là ai làm, làm khi nào, làm trước hay làm sau thôi. Đúng chưa? Rồi, ok. Nhá, bắt đầu nha. 電話で女の人と男の人が話しています。 男の人はこの後まず何をしなければなりませんか? もしもし、佐藤さん。 おはようございます。中野ですが、今日体調が悪くて出勤できそうにないんです。申し訳ないんですけど、ちょっとお願いしてもいいですか?大丈夫ですか?何でも任せてください。ありがとうございます。今日中に必ず課長に提出しなきゃいけない書類があるんです。私の机の右側に赤いファイルがあるんだけど、その中の一番上にある見積書。課長に渡してもらえますか?わかりました。今確認しますね。あ、これですね。 渡す前にコピー取っておきますか?うん、いいわ。課長、確か今日は朝から昼過ぎまで桜銀行で会議だから、午後にならないとオフィスに来ないと思うんだけど、直接手渡してもらえますか?大事な書類だから。はい。あ、そうだ。今日朝10時からのミーティングで、私出張報告することになってましたよね。先週佐藤さんと一緒に行った出張の。悪いんですけど、それもやってくれますか?わかりました。出張報告書もう完成してますか? 昨日書き直したい箇所があるっておっしゃってましたよね。ええ。昨日直してパソコンの共有フォルダーにデータを保存してあるので、印刷して会議で配ってください。わかりました。今日はゆっくり休んでくださいね。男の人はこの後まず何をしなければなりませんか? OK. Các bạn đã được đưa ra được lựa chọn cho đáp án của câu số 3 này chưa nào? Câu này cũng rất là lòng vòng đúng không? Đó, chúng ta có hai điều cần phải xác nhận. Đấy là thứ nhất, có những hành động nào là hành động mà cái người được hỏi đấy cần làm. Thứ hai là sẽ cần làm khi nào đối với những câu hỏi mà hỏi về việc là この後まず đúng không? Sau đây trước tiên sẽ làm gì? Mi sàng chọn 3. Phúc sàng chọn 4, Dương sàng 3. 3, 4 đúng không? Có hai đáp án. Số 3 là 出張報告書. Ê, 書き直す. Cái này phải là no chứ. No nhá. 出張報告書, 書き直す. Số 4 là 出張報告書, 印刷する. Đều nói về cái bản báo cáo của chuyến công tác. Vậy thì trước tiên các bạn đã xác nhận được là hai cái thằng khen này nó sai. Không liên quan đến cái 見積もり書 đúng không? Mà nó sẽ liên quan đến cái bản báo cáo của chuyến công tác. Vậy thì là sẽ sửa lại cái bản báo cáo đấy hay là sẽ photo cái bản báo cáo đấy? Trong đây có một cái mà vừa nãy chúng ta đã nói với nhau ấy, một cái cách để giúp các bạn loại bỏ nó đáp án, nhưng không biết là các bạn có lưu ý không? Môn này số 1 luôn hỏi về tương lai đúng không? Và những hành động nào đã làm rồi thì nó sẽ không phải đáp án nữa. Đấy. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Đâu là sẽ là hành động đã làm rồi mà chúng ta sẽ không cần phải làm nữa. Ở trong điện thoại này có hai bạn nam và nữ đang nói chuyện với nhau. Câu hỏi đưa ra là bạn nam sau đây trước tiên sẽ phải làm gì? Câu hỏi rất là truyền thống đúng không? Rất là quen thuộc. Rồi, alo, Thái Tô sẵn. À, chào buổi sáng đúng không? Tôi là Nakano đây. Hôm nay thì tôi không được khỏe nên là có vẻ như là tôi sẽ không đi làm được đúng không? Rất là xin lỗi, thế nhưng mà tôi có thể nhờ anh một chút được không? Đấy. Rồi. À,
Chị có sao không? Ừ, hãy cứ giao cho tôi bất cứ việc gì nhé. Đúng không? Đoạn đầu thì là chào hỏi thôi, chưa thấy nội dung gì cả, không quan tâm đúng không? À, cảm ơn anh. À, trong hôm nay thì có một cái tài liệu mà tôi bắt buộc phải nộp cho anh tổ trưởng. Đúng không? Nộp cho anh tổ trưởng. Đó, thì nó tức là ở trên bàn, phía bên phải ở trên bàn của tôi thì có một cái file màu đỏ. Một cái tệp file màu đỏ. Và anh có thể giúp tôi đưa cho anh tổ trưởng cái bảng báo giá mà tôi để ở trên cùng trong cái tập file đó được không? Thì đầu tiên sẽ nói về cái nội dung đáp án số 1 đây. Đúng không? Nhưng chưa phải ma dự, chúng ta sẽ phải xem tiếp. Đó, rồi. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ xác nhận lại. Đây đúng không? À, cái này nhỉ. Trước khi đưa thì tôi có cần photo ra không? Đúng không? À, y quá. Đã rồi thì sai đúng không? Sai. Vậy thì trước tiên vẫn là cái nội dung đáp án số 1 đã. Chưa thấy xuất hiện cái gì trước cả. Nhá, loại bỏ số 1 trước đã. Loại bỏ bởi cái chính cái thằng y quá. Y quá, không cần. Nhá, thì tiếp theo này. Anh tổ trưởng ấy thì nếu không nhầm, hôm nay anh có một cái cuộc họp với bên ngân hàng, ở bên ngân hàng Sakura, đến từ sáng đến quá trưa mới về cơ. Nên là nếu mà không, nếu mà chưa đến chiều thì tôi nghĩ là anh ấy sẽ chưa đến văn phòng đâu. Đúng không? Nó là một cái tài liệu rất là quan trọng nên là nhờ anh đưa trực tiếp cho anh ấy được không? Tức là buổi chiều mới đưa. Buổi chiều mới đưa đúng không mọi người? Đấy, nên nó vẫn chưa xác định được đấy là cái việc mà sẽ làm luôn đúng không? Rồi, tiếp, vâng. À, sốt à? À, đúng rồi. Đấy, vấn đề đây đúng không? À, đúng rồi. Từ 10 giờ sáng ngày hôm nay thì sẽ có gì đấy? Tôi sẽ phải báo cáo về chuyến công tác trong cái buổi họp từ 10 giờ sáng ngày hôm nay. Thì là cái chuyến công tác mà tôi với anh Sato đã cùng nhau đi vào tuần trước ấy. Thì rất là xin lỗi nhưng mà tôi có thể nhờ anh làm giúp cả cái đó được không? Thì cái này đã trước cái trên chưa ạ? Cái việc báo cáo công tác này đã trước cái trên chưa? Cái này lúc 10 giờ này. Thằng này tận buổi chiều này. Đúng chưa? Rồi xem nhá. À, wakarimashita. À, tôi hiểu rồi. Thì cái thằng này đã làm sao? Lại bỏ nhá. Hai thằng này lại bỏ. Được chưa? Nó tận buổi chiều cơ. Một cái thì không cần làm, một cái tận buổi chiều. Cái gì đấy? Cái báo cáo của chuyến công tác thì đã hoàn thành chưa ạ? Kansei shite masu ka? Hôm qua thì chị có nói là có cái chỗ mà cần phải sửa lại nhỉ? Ê, vâng, hôm qua thì tôi đã sửa. Nao shite, đúng không? Và quan trọng là nó đuôi câu là cái gì đấy? Shite aru no de. Vì là tôi đã, đúng không? Tôi đã sửa và lưu nó vào trong cái tài liệu trong máy tính rồi. Vậy thì cái đấy làm chưa mọi người? Sta đúng không? Chính là VTA đự vừa chúng ta nói với nhau. Nhá, VTA đự chính là VTA đấy. Đã là VTA đự thì nó làm sao? Bởi vì nó sta. Đó. Ừ. Nên là anh hãy làm sao đây? Anh hãy insatsu shite. Anh hãy photo và phát ở trong cuộc họp nhé. Ừ, vâng, tôi hiểu rồi. Hôm nay chị cứ từ từ thông thả nhé. Ok chưa? Rồi. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 4 mọi người nhá. Đáp án số 4. Rồi, ok chưa? Hay, tiếp theo chúng ta đến với một câu nữa mọi người nhá. Thử một câu nữa. Câu tiếp theo này nó sẽ không phải là cái dạng ma dự nữa. Một dạng nó sẽ là cái dạng khác nhá. Dạng còn lại. Ừ. Ok, câu này được chưa ạ? Cho mọi người khoảng tầm 10 giây để lướt qua 4 đáp án nhá. 10 giây bắt đầu. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe nha. 大学で女の先生と男の学生が話しています。男の学生はこの後資料をどのように直しますか？送ってくれた資料見ましたよ。あ、ありがとうございます。これは小学校の交流会で配るものでしたね。はい、子供たちに自分の研究について話すときに配るものです。なかなかよくできてましたよ。難しい言葉も使っていないし。はい。 優しい言葉を使うようにしました。ただ話が抽象的で何を言っているのかわからないんじゃないかな。この研究が私たちの身近なこんなところに使われていますとか、こんなことにも役に立っていますとかって説明してあげたらいいんじゃない？ああ、なるほど。はい、わかりました。あとはこの図もとてもわかりやすいし問題ないんじゃない？子供たちから質問がたくさん出るといいわね。ありがとうございます。 すぐ直します。 男の学生はこの後
資料をどのように直しますか ？OK。Tương tự thì phần châu gai với phần với những cái dạng bài khác rồi với những cái dạng bài thi khác nó cũng sẽ tương tự, có cái cách làm là ngoài cái việc chúng ta cố gắng tìm đáp án thì chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp đấy là loại trừ đáp án mọi người nhé. Loại trừ đáp án nó cũng là một phương pháp để tìm đáp án đúng, đúng không ạ? Rồi. Ok, Dương Sằng chọn 2 này, Minh Phương 3 này. Hạnh Cúc 2. 2 là gì ạ? 実用化 された例をあげる. Đưa ra những cái ví dụ một cách à, thực tế hơn đúng không? Bảo Long 2, Thu Hương 3. 3 là gì ạ? 図を分かりやすくする. Tức là làm cho những cái hình ảnh, những cái biểu đồ nó dễ hiểu hơn. À, Thanh Dương 4, 4 là gì ạ? 子供たちへの質問へ追加する. Bổ sung thêm những cái câu hỏi dành cho các bạn nhỏ. À, nó có phải ế nô không? Hay nó là một từ khác? Để ý nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung ở đây. Ở trường học thì có giáo viên, một cô giáo và một bạn học sinh nam đang nói chuyện với nhau. Câu hỏi đưa ra là bạn học sinh nam thì sau đây sẽ sửa cái tài liệu như thế nào? Tức là sửa chỗ nào đấy? Đúng không? Chúng ta vừa đánh lướt qua đáp án rồi, các bạn sẽ thấy là sửa là sửa gì? Một là sửa những cái câu, những cái từ cho nó dễ hơn. Số 2 là sửa thêm vào những cái ví dụ thực tịch, gọi là thực dụng hơn. Số 3 là sửa cho cái biểu đồ, những cái hình ảnh nó dễ hiểu hơn. Và số 4 là bổ sung thêm những cái câu hỏi dành cho các bạn nhỏ. Đấy là bốn cái nội dung mà người ta đưa ra. Thì đầu tiên giáo viên có bảo là cái tài liệu mà em gửi cho cô ấy thì cô có xem rồi, đúng không? Cô xem rồi. À, em cảm ơn. Đây sẽ là cái tài liệu phát trong cái buổi giao lưu ở trường tiểu học nhỉ, đúng không? À vâng. Đấy, vâng. À, đây sẽ là cái tài liệu em phát khi mà em nói về cái phần nghiên cứu của mình cho các bạn nhỏ. Tức là khi mà em chia sẻ cái nghiên cứu của mình cho các bạn nhỏ, đúng không? Vẫn chưa thấy xuất hiện bốn đáp án, chúng ta vẫn nghe thôi. Nè, nakanaka yoku dekiteita. Dekiteita yo, ý là em đã làm rất là tốt, đúng không? Muzukashi kotoba mo tsukatte inai shi. Em cũng không sử dụng những cái từ khó. Không sử dụng từ khó thì có phải sửa không mọi người? Không sử dụng từ khó chính là đang sử dụng từ dễ đấy. Bạn nam còn nhấn mạnh lại này. Vâng. Yasashi kotoba wo tsukau you ni shimashita. Shita mà đúng không mọi người? Em đã cố gắng sử dụng những cái từ ngữ dễ hiểu. Cái này có phải đáp án được không? Bật sự. Ngay câu đầu tiên. Đúng chưa? Thấy tà chưa? Em đã mà, em đã cố gắng sử dụng từ ngữ dễ hiểu mà. Được chưa? Nó đã sử dụng rồi thì đâu cần phải sửa nữa. Mình chỉ tìm những cái nào có vấn đề để sửa thôi, đúng không? Cái này có vấn đề không? Không có vấn đề nhá. Ừ, thế nhưng mọi người thấy đáp án nó lồ lộ ra chưa? Người ta thường sẽ đi đáp án, sẽ nói đáp án theo các thứ tự từ 1, 2, 3, 4. Thường sẽ là như thế, phần lớn sẽ là như vậy. Và khi mà thấy tha đà, câu đầu tiên đang ok rồi. Tha đà ở đây, tức là cái nội dung của đáp án số 2 là chúng ta đang phải nghi ngờ nó là đáp án rồi. Tuy nhiên, bắt đầu nêu vấn đề đúng không? Tuy nhiên là cái câu chuyện nó hơi trừu tượng này. Và chẳng phải là sẽ hơi khó hiểu, hơi khó để biết rằng là mình đang nói gì hay sao? Đó. Thì nếu mà mình có thể giải thích xem là hai cái này. Tổ ca đâu? Okay. Xem là cái nghiên cứu này thì nó sẽ được sử dụng vào những cái và những cái điểm và những cái chỗ như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày, hay nó có những cái lợi ích gì, nó có giúp được ích những gì, đúng không? Nó sẽ hỗ trợ được những cái gì, nó có ích cho những cái việc gì chẳng hạn. Đấy, thì chẳng phải là tốt hay sao? À, thế ạ, vâng, em hiểu rồi. Nói được hô tổ chính là đồng tình, đúng chưa? Đấy, người ta không nói rõ là đưa ra ví dụ gì cả, nhưng người ta thấy tổ cao không? Nó đang sử dụng ở đâu, có ích như thế nào đấy, nêu ra ví dụ cụ thể đi. Bây giờ rồi tiếp theo, mình chưa xác định được đây là đáp án nhưng thấy nó ai mai rồi đúng không? Thấy ta đà rồi đúng không mọi người? Tiếp theo này, à tô vạ, sau đó thì sao? Có nó dự, thấy xuất hiện đáp án số 3 chưa ạ? Dự đúng không? Totemo wakariyasui shi, mondai nai janai, rất dễ hiểu, chẳng phải là không có vấn đề gì sao, tức là nó đang ok rồi đấy. Nó có vấn đề gì đâu mà sửa đúng không? Totemo wakariyasui mà. Hả? Rồi, lại bỏ nhá. Cuối cùng, kodomo tachi kara, kara mà. Có phải ế nô đâu, nhận được từ các bạn nhỏ cơ mà, chứ có phải là hỏi các bạn nhỏ đâu, đúng không? 子供たちから 質問が たくさん出ると いいわね. Nếu mà có thể nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn nhỏ thì sẽ rất tốt nhỉ, chứ không phải là mình thêm những cái câu hỏi để hỏi các bạn nhỏ đâu, là được các bạn nhỏ hỏi, đúng chưa? Bị ngược chưa?
Ừ, ありがとうございます。すぐ直します。だ。うん。nhá. Thế thì chúng ta sẽ có số mấy đây? Số. Số 2. Nhá. 必要化された例を挙げる. Đó, vậy thì câu này mọi người các bạn chọn sai, các bạn có thấy được những cái điểm mà mình đang còn thiếu chưa? Đấy nhá. Nên là nếu mà đó, nếu mà mình đã biết là mình cần phải nghe cái gì rồi, nhưng mà nó sẽ gặp một số những cái vấn đề về cái việc là chúng ta, một là chúng ta chưa luyện nghe nhiều này, đúng không? Đấy. Hai là cái việc mà chúng ta kiểu biết cái từ vựng đấy nhưng mà nghe lại không bắt được từ ấy, thì chúng ta sẽ phải cố gắng tăng tốc luyện nghe nhiều hơn nữa để chúng ta nghe quen với những cái từ vựng này. Mặc dù là đọc và nhìn thì chúng ta đã biết từ vựng đấy có nghĩa là gì rồi, nhưng mà khi nghe thì nó lại không lọt vào tai, hoặc là nghe nó bị trôi mất từ, bị nuốt mất từ, mình nghe không rõ. Đó, chúng ta sẽ phải luyện nhiều hơn để chúng ta nghe rõ từng chữ trong này nhá, từng chữ trong này. Và chúng ta sẽ có thể áp dụng những cái lưu ý mà vừa rồi mình có chia sẻ để các bạn có thể nghe môn đai một cách tốt hơn nhá. Hy vọng là mọi người sẽ có thể đạt được số điểm tối đa tạm thời ở trong môn đai số 1 đã nhá. Còn ngày mai sẽ là môn đai số 2 này, dần dần từng môn đai một, số 2, số 3, số 4, số 5, từ giờ đến cuối tuần, đến trước ngày thi luôn, được chưa? Ok. Đó, vậy thì nội dung của buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham gia livestream nha. Hẹn mọi người vào buổi sau. Ai, ok. Bye bye mọi người nha.